cô bác chúng coi ha, chân nấm nè, viên tiêu nè, dạ, cà rốt, cà rốt vừa trắng, dạ, nấm đùi gà, dạ, rồi nó nhớ tập hủ tiếu, vâng, ngon, thơm quá cô, có bò xạ nữa cô ha, bò xạ, à dạ, là 3 viên 36 ngàn, dạ, một hộp 3 viên 36 ngàn, 36 ngàn, dạ. Cái này là bánh mì là 40 ngàn. À mình múc trước như vậy cô ha. Mình vô hộp. Dạ vâng ạ. Sẵn cho khách. Chiều bán hết một cốp rồi. À vâng. Bây giờ này cô Trân mới làm thêm. Dạ. Một viên là tính là 12 nghìn nè cô ha. Chị ha. Đúng rồi, dạ. Một viên là 12 ngàn. Giận quá luôn á. À dạ em xin mến chào mọi người. À tiếp tục hành trình chia sẻ đến mọi người những quán chay ở Sài Gòn ha. Hôm nay thì em đi vào buổi tối, trước giờ thì em chỉ hay quay vào buổi sáng, buổi trưa thôi. Nhưng hôm nay thì em đã ghé lại một quán chay quen thuộc. Nếu mọi người có coi kênh của em á, coi video những video trước thì đã biết về cái quán chay Tùy Duyên, là bánh mì chay Tùy Duyên mà em trước em có review là lên báo Thanh Niên đó mọi người. Một quán chay rất là đông khách luôn, và trong đó có em Tài và cô Trân là hai mẹ con chủ, cô chủ quán á, rất là nhiệt tình và vui vẻ. Đó, hôm nay thì em sẽ ghé lại và quay cho mọi người một cái món rất là đặc sắc của quán, đó là món bánh canh cua chay. Đó mọi người thấy ha, trên bảng ghi bánh canh cua chay. Thì quán là mỗi buổi tối sẽ bán một món nước riêng biệt. Thì hôm nay là em ghé thì là có quán có món bánh canh cua chay, mà không ngờ là khách ghé đông đến cỡ đó luôn đó mọi người. Mọi người có thể coi phía ngoài ha. Đó, xếp hàng. Xếp hàng ngồi. Rồi bây giờ thì em sẽ đi vô trong để quay cho mọi người một vài món chính, kèm theo đó là món đặc biệt của quán. Và ngày hôm nay đó là món bánh canh cua chay mọi người nha. Mọi người hãy đón xem video của em. Trong nồi nước lèo là có những gì vậy cô Trân? Trong nồi nước lèo là dạ. Có chân nấm này. Chân nấm, dạ cô bác cho coi ha, chân nấm nè, viên tiêu nè, dạ, cà rốt, cà rốt vừa trắng, dạ, nấm đùi gà, dạ, rồi nhớ tập hủ tiếu, vâng, ngon, thơm quá cô. Có bò xạ nữa cô ha? Không, bò xạ, à dạ. Thêm phần đem về nữa. Đây là nồi nước lèo không ha, mà 4-5 món rồi. Bây giờ sẽ qua mình quay cái phần đồ ăn kèm với tô ha. Để đây. Lấy hai xôi cái hấp lại mà. Trên mặt nó cứng dữ, trên mặt nó cứng dữ gì á. Cho hộp bánh canh nó đi. Ba phần này ha. Hai con ít bánh này chị, hai con ít bánh trước mẹ mày. Cái này xíu mại là anh chung với gì? Xíu mại với lại bánh mì. À bánh mì hả? À? Dạ cái này là mình sẽ mang ra ngoài kia là bánh mì kia đúng không cô? Dạ dạ. Trời ơi, ngon quá. Nhìn cứ như hà xíu mại nhà mặn luôn á. Xíu mại nè mọi người, xíu mại là sẽ ăn với bánh mì hả? Đó, xíu mại rồi. Dạ, xíu mại rất là ngon cô. Cà chua. Dạ, đây là những thứ mình bỏ trong bánh canh đúng không cô? Dạ. Nhân của bánh canh.
Dạ cái này là gì cô nhỉ? À chả cua ha, mình làm chay mới thật ha. À như chả cá chay. Dạ. Chả gì cô? Chả dĩa. Chả dĩa. Dạ, còn đây. Dạ. Tất cả thì là chả nhưng mà nó mỗi cái làm cái à, làm hình thù khác nhau cô ha. Dạ dạ anh cho nó đa dạng ha cô ha. Bỏ thêm hành. Anh có quẩy nữa hả cô? Có. À có quẩy nữa. Dạ. Có mặn nè. Xíu mặn ngon quá thầy. Dạ. Nhìn là muốn ăn luôn rồi đó. Đó mọi người hôm nay may quá quá đông luôn á. Nguyên cái nồi này là bán phải được cả mấy trăm tô con ha. Dạ. Rồi nồi này 100 lít lèo á. 100 lít nước lèo á. Dạ tại vì mình đi chế xíu qua cũng vơi bớt rất là nhiều rồi. Còn sớm lắm mọi người. Trời ơi quán đông quá mọi người. Mọi người ăn chay nhiều quá luôn. Mỗi người một công đoạn, thầy thì trụng bánh canh, cô Trân thì múc nước lèo, cô thì vô bịch, làm không ngơi tay luôn. Mấy cô chú đây con nghe người Hoa hết rồi cô Trân. Mấy cô chú ở đây người Hoa hết hả cô? Dạ. À, anh xem trong nhà cô hết. Cô chú người Hoa hết mọi người. Hộp là 3 viên 36 nè. Dạ, một hộp 3 viên 36 ngàn. 36 nè. Dạ. Cái này là bánh mì là 40 ngàn. À mình múc trước như vậy cô ha. Mình vô hộp. Dạ vâng ạ. À. Chiều bán hết một tốp rồi. À vâng. Bây giờ này cô Trân mới làm thêm. Dạ. Một viên là tính ra 12 nghìn nè cô ha. Chị ha. Đúng rồi. Dạ. Một viên là 12 ngàn. Lấy giùm cô. Rồi giảm quá luôn á. Đây chị lấy cái này coi. Nè không. À, trước em mới quay cho mọi người ha, buổi sáng có những món đặc biệt buổi sáng, buổi tối có những món đặc biệt của buổi tối. Mà buổi tối em thấy ngon hơn nữa mọi người có đi được buổi tối trên thủ ghé anh ha. Buổi tối là món nước thay đổi mỗi ngày. Yeah. Buổi sáng cũng có món nước thay đổi mỗi ngày luôn. Dạ vâng. Còn buổi sáng thì không có xíu mại. Dạ đúng rồi. Trước sáng thì có bún gạo nếp.
gạo xào. Dạ. Đúng rồi. Buổi chiều thì có xí mại mà không có gạo xào. Dạ. Còn những món như là tầm bì, bánh tầm bì, bánh mì ha, cơm tấm ha, xôi ha là đầy đủ hết mọi người. Bánh mì chả giò. Đông nghịt luôn nè, cho mọi người coi. Quá chạy đông luôn. Đông đến tầm mấy giờ chị nhỉ? Đông tới 8 giờ khi nào tắt đáp á. Dạ. Dạ. Rồi mới hết. Vâng ạ. Tới 10 giờ khách cũng tới ăn. Thì mình phục vụ tới người khách cuối cùng luôn. Dạ. Còn áp giao hàng thì 8 giờ họ tắt rồi vậy ha. Rồi. Anh tận nơi ha, hoặc là khách để mua mang về thôi. Đúng rồi. Có hấp dẫn khác gì chứ mà về mặn đâu. Rất ngon. Ngon quá. Người ta ăn người ta khen hơn cái này mặn á. Dạ. Yeah. Dạ mọi người thấy đó là bên trong quán cũng đang ngồi chật cứng luôn ha. Bên ngoài thì các anh chị đi làm về cũng ghé mua mang về. Tại vì thực sự bây giờ cũng quán nó rất là đông rồi và các anh shipper thì đứng xếp hàng dài. Mọi người thấy không, bên trong thì các cô chú các anh chị là làm không ngơi tay không xuể luôn á. Xe nè mọi người. Quán bán ngon quá mọi người ạ. Dạ buổi tối thì quán cũng bán những cái món như buổi sáng á mọi người. Buổi sáng chứ em cũng có quay rồi. Bánh tầm bì. Chả đi mẹ ơi, chả cơm. Bánh mì ha, cơm tấm. Hết bánh giò rồi bạn ơi. Chưa ai hết, tao kêu lấy sẵn rồi. Có kêu, mai nó có lại kêu hoài. Cái này bún chả giò. Cái này bún chả giò. Dạ. Trời ơi đông quá, đông luôn. Món này món gì vậy cô Dân? Chả cơm. À chả cơm. Dạ. À. Chả này là chả nhà tự làm luôn. Ôi vâng. Trời ơi nhìn sao mà biết nó là đồ chay luôn á cô. Thiệt. Nhưng mà một lát ăn ăn thử. Vâng ạ. Trời ơi ngon quá. Cho nên là món gì cũng bắt mắt hết mọi người. Chả này để ăn với cơm tấm rồi cô. Dạ. Gửi mọi người ha, đây là một tô bánh căn cho nó làm cho mình đây. Một tô rất là nhiều luôn. Cái đây là một chai nhà đa nước nhà làm. Cho anh cùng bánh căn thì sẽ có nem quậy mọi người ha. Đó, người Hoa thì rất là nhiều món ăn trong bánh quậy như vậy nè. Đặc trưng của người Hoa luôn. Đó, đây là mình chén xíu mại. Mình chén với bánh mì. Combo thần thánh. Xíu mại là những món
ôi nhìn ngon dữ không, dữ thần không ha. Nước nhà Nam nhà nấu luôn mọi người. Tô bánh canh là mọi người thấy đó, là 100 lít nước lèo mà cô bán đến bây giờ là tầm 7 giờ thôi, mỗi giờ cũng cần hết rồi đó mọi người. Không thể tưởng tượng nổi luôn á. Tô nè, quá đẹp, quá nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái hương vị của tô bánh canh nó như thế nào nha mọi người. Rồi mời mọi người ăn tối. Mình sẽ bỏ quậy vô đây. Đấy. Quậy đây là quậy quậy mềm nhé, quậy giòn nha mọi người. Đó. Đầu tiên là nước lèo chưa? Không thèm một gắt. Cái là chả đây mình chưa không biết đâu, mình quay mình coi chứ không biết được là chả gì đâu. Cái này thì mình nhớ nữa, cô Trân kêu là chả cá. Thật chứ hả? Nên là có thật không? Đây kiểu chả cua vậy đó. Đó, như kiểu chả cua nhưng mà chân cua á. Chả cua nữa. Nhiều chả quá. Pin nấm. Chả rốt. Các loại nấm nè, quầy ăn chung rồi cũng đắt quá. Cái xương chí là đò bánh canh thịt gà bị bao không, mọi người thấy các chú cô chú ở đây nói chuyện với nhau nói tiếng Hoa, mọi người nói khác thì nói tiếng Việt. Đông mà ai cũng vui tính hết, niềm nở hết, không hề chuyện khó chịu đâu. Bây giờ thì đến mọi người
cái cục xíu mại ha, mặt tay của quán tùy duyên của cô Trân này. Đến dòng rồi coi xíu mặt chay nha mọi người. Đó, mình sẵn ra rồi á. Ngọt. Sẵn thật ha. No quá, ăn không mì không không không, không nổi nữa nên ăn không luôn. Rồi mùi vị đi chàng xíu mại thật luôn, xíu mại mặn luôn. Ở đây còn chòi à. Wow, wow, wow. Trời no quá. Biết có bỏ gì mà ngon giống số mày mặn vậy đó. Hết luôn. Ngon quá không bỏ được. À dạ vừa rồi thì em có gửi đến mọi người món bánh canh cua chay của quán Tùy Duyên của cô Trân ha. Và cũng như đó là những món đặc sản khác, đó là món bánh mì xíu mại, cục xíu mại nhìn rất là hấp dẫn luôn. Thì đó là những cái món cố định của quán nè. Thì bây giờ là cỡ 8 giờ mà quán cũng rất là đông rồi đó mọi người. Đó, mọi người thấy sự là chất lượng của những món ăn rất là đặc sắc, đặc biệt. Tại vì cô làm theo hương vị của người Hoa nhưng mà rất là ngon luôn mọi người. Rồi chắc là bây giờ em xin kết thúc video tại đây ha. Rồi, hẹn mọi người vào những video lần sau em sẽ quay cho mọi người những cái món nước đặc biệt khác của quán. Như là mì sủi cảo này, mì Việt Tiềm là những món bánh cá Campuchia theo lời của cô Trân hôm bữa có nói với mình á. Còn bây giờ thì chắc là mình xin kết thúc video tại đây và hẹn mọi người trong những video lần sau gần nhất mình sẽ ghé thêm quán. À, cô với thầy thì đang bận bên trong rồi nên chắc là thôi mình sẽ chào cô với thầy sau. Rồi ha, bây giờ chào tạm biệt mọi người. Em định tắt máy quay mà thấy 8 giờ rồi mọi người. Mà mọi người còn khách hàng đứng bên ngoài mua mang về đông quá, em quay theo mọi người coi luôn nè. Đông dữ thần. Thì em chưa thấy quán chay nào mà nhỏ nhỏ mà đông cái này luôn mọi người. Rồi bây giờ em chào tạm biệt thật mọi người ha.